đón em về thấy chân trời đầy mây trắng. Gió xuân về em rực rỡ giữa rừng hoa. Ngày vừa 20 em ùa vào đời, đời vừa 20 xanh lá. Đón em về thấy trên tay em một mùa về rất mới. Đón em vào trong xinh tươi, đón em về bên thắm trên trời hồng lăng. Môi trên tiếng ca làm hoa cười trắng. 20 em tung tăng cho vui đời. Em là nụ cười rất mới do đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thái dương thêm một ngày tháng. Thêm một tiếng ca làm xuân tràn vắng. 20 em cho đời. Chân trời hồng hơn chưa, có em về hết chợt có những vần vui. Hey, nụ cười 20 khoe tình hình này, tình tròn 20 thơm nồng. Đón em về thấy trên tay em một mùa về. Đã quay trở lại với vòng chung kết thứ tư của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mayquy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz, được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, bên cạnh nhiệm vụ dẫn chương trình thì Hạ Trâm và Thanh Ngọc cũng là những giọng hát trưởng thành từ cuộc thi tiếng hát truyền hình. Và ngày hôm nay rất hân hạnh được góp mặt trong một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, bài hát 20. Và ngay bây giờ đây thì Thanh Ngọc và Hạ Trâm rất mong muốn nghe lại một tràng pháo tay của quý vị dành cho chúng tôi, được không ạ?